Chúng ta sinh tử trôi lăn trong sáu đường, vì phiền não tam độc mà kết bao oán hận cùng chúng sinh. Lương Hoàng Sám nói, tất cả chúng sinh đều có oán thù đối nghịch. Vì sao thế? Bởi nếu không oán đối, ắt không có ác đạo. Hiện nay ác đạo không dừng, tam đồ càng lớn thì biết là oán đối không có tận cùng. Kinh nói, tất cả chúng sinh đều có tâm, tâm này có thể làm Phật, nhưng chúng sinh lại chìm mê trong sinh tử, chẳng thể giác ngộ, chỉ vì tham đắm thế gian chẳng chịu thoát ra, mà kiến lập gốc khổ, trưởng dưỡng oán hận, cho nên mới luân hồi trong ba cõi, qua lại sáu đường, xả thân rồi thọ thân, không ngừng nghỉ. Vì sao thế? Tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay liên tục phân biệt mê muội, vô minh dậy mãi, biển ái đắm chìm, khởi tâm điên đảo, làm mười hạnh ác, bản thân tự hành thập ác, còn dạy người hành ác, tán thán pháp ác, khen người hành ác. Như thế thân khẩu ý trong khoảng một niệm mở rộng 84.000 cửa trần lao, những tội khởi trong một ngày. Một tháng một năm trải qua bao kiếp, cộng hết lại thành vô lượng vô biên tội. Vì vậy mà oán thù tìm báo nhau không có tận cùng. Nếu muốn hóa giải oán hận thì phải thâm tín nhân quả, sám hối nghiệp chướng, trọng tu công đức. Sau đây là câu chuyện có thật liên quan đến oán kết giữa mẹ chồng nàng dâu. Trương Lan và mẹ chồng mới đầu quan hệ tương đối tốt, sau đó nàng về làm dâu, cùng ở chung nhà. Được một năm, mẹ chồng thường vì những việc vụn vặt mà mắng chửi nàng. Chồng nàng vốn hiếu thuận, những khi mẹ nổi giận thì anh luôn làm thinh, khiến Trương Lan hết sức khổ tâm buồn phiền. Khi mẹ chồng thoái hưu về nhà thì lo đi chợ làm cơm, nghĩa là các việc trong nhà đều do một tay bà quản. Mấy ngày nay mẹ chồng thân thể không an nên lịnh cho Trương Lan nấu cơm làm bếp. Trương Lan ngoan ngoãn vâng lời. Mỗi ngày nàng luôn dậy sớm ngủ muộn, nấu nướng làm bếp, hoàn thành tốt việc trong nhà. Hôm nay Trương Lan lỡ thức dậy muộn một chút thì mẹ chồng đã làm cơm sáng xong. Không đợi Trương Lan mở miệng giải thích, bà đã mắng nàng xối xả. Bồn cầu nhà vệ sinh phải lo mà chùi rửa mỗi ngày, một ngày không tẩy rửa là vừa dơ vừa thối. Việc làm cơm giản đơn như thế mà mi lại lúc nghỉ lúc làm, thử hỏi còn nên thân được chuyện chi nữa hả? Cha chồng thấy vậy liền tiến đến khuyên can, càng khiến mẹ chồng thêm kích động nổi xung. Trước sự thịnh nộ chửi mắng của bà, Trương Lan không dám hé môi nói tiếng nào. Nàng ráng nhìn oan khuất, song bản thân còn phải ra ngoài công tác cũng rất gian khổ. Bình thường nàng đối với ba mẹ chồng một bề kính thuận, làm gì cũng ý tứ ráng giữ cho tròn hiếu đạo. Không ngờ hôm nay lỡ dậy muộn một chút mà bị mẹ chồng chửi mắng thịnh nộ vô lý như vậy. Trương Lan vừa ăn cơm vừa lau nước mắt. Rửa chén xong, nàng hướng mẹ chồng xin lỗi, rồi bỏ đi ra ngoài tìm bạn đạo tâm sự, khóc kể nỗi oan trong lòng. Nghe Trương Lan khóc lóc tường thuật sự việc, tôi bảo, ôi chao, thôi em đừng khóc nữa. Sở dĩ hôm nay em gặp chuyện như thế này là do đời quá khứ giữa em và mẹ chồng đã từng có xích mích hiểu lầm, nên mới tạo thành oan trái khó giải như hôm nay. Vào thời Đường, Trương Lan là một quý phi rất được hoàng đế sủng ái. Có lần quý phi và hoàng đế đang thưởng thức ca vũ thì một võ tướng do xuất chinh thất bại lại bị kẻ ác du hại, nên hoàng đế triệu vào bái kiến. Lúc này quý phi ở bên cạnh thì thầm vào tai hoàng đế mấy câu chi đó, bên dưới không ai nghe rõ. Nhưng võ tướng nhìn thấy cảnh này thì trong lòng cực kỳ không vui, bởi ông hiểu lầm vì quý phi đang nói xấu, ngầm ám hại mình. Thực ra quý phi chỉ xin hoàng thượng hãy xá tội cho ông, nhưng do hoàng thượng đã hạ quyết tâm phải trừng tội ông để răn chúng, vì vậy mà võ tướng bị nhốt vào ngục và bãi bỏ quan chức. Vị tướng này không những bị thọ cực hình tàn khốc, mà thân quyến cả nhà gồm mười mấy người cũng bị khổ lây. Do vậy mà oán hận trong lòng ông trút cả vào quý phi. Trước sau ông luôn cho rằng mọi việc đều do bà ton hót sau lưng để ám hại ông. Và những hiểu lầm này của võ tướng, oan uổng của quý phi, thảy đều phát xuất vào thời quá khứ xa xưa nữa. Nghĩa là nhiều kiếp trước đó, quý phi cũng đã từng nghĩ oan hiểu lầm cho võ tướng y hệt vậy. Cứ thế nhân quả oan oan tương báo mãi không ngừng. Đến đời này thì họ gặp nhau,
lại cùng ở chung. Võ tướng kiếp xưa này chính là mẹ chồng của Trương Lan, và giữa mẹ chồng nàng dâu là diễn tiếp mối oan kết chưa giải. Trương Lan nhớ lại, kể: À, hèn gì mà dạo nọ một người bạn học của em đến thăm, lần đầu mới gặp mẹ chồng em đã hỏi Trương Lan có nói xấu gì tôi không. Khi biết được chuyện này, Trương Lan rất bất bình. Sau đó mẹ chồng thường nghi ngờ nàng nói xấu sau lưng, diễn tiến tệ đến mức bà còn chỉ ngay mặt mắng chửi nàng. Bây giờ Trương Lan hiểu rõ tất cả đều là quả báo, là ác duyên lỗi lầm ẩn khuất mình từng tạo ra trong quá khứ. Thế là nàng bắt đầu sửa đổi, quay sang tự kiểm lỗi mình, lo sắm hối nghiệp chướng, phát tâm ăn chay và tụng 49 bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho mẹ chồng, mong hóa giải oán hận hai bên. Từ đó nàng nghiêm trì ngũ giới, chăm chỉ tu sửa. 3 tháng sau, quan hệ giữa Trương Lan và mẹ chồng đã cải thiện rất tốt. Hiện nay ba mẹ chồng thương nàng như con gái ruột của mình, cả nhà vui sống thuận hòa, tình chấp trói buộc. Chỉ khi ở trong nghịch cảnh, người ta mới thấm thía sâu sắc cái khổ của sinh lão bệnh tử và khao khát thoát ra, mong sớm được lìa khổ được vui. Cũng nhờ vậy mà nhiều người bước vào con đường học Phật. Thế nên những khảo nghiệm, những mài luyện đó, bao gồm cả thân nhân quyến thuộc, thực tế đều là đại thiện tri thức của mình. Chúng ta nên dùng tâm cảm ơn, tâm chân thành mà đối đãi với họ. Tiêu Hồng có một người mẹ thiện lương, bà đối với cô đặc biệt quan tâm, chăm sóc chu đáo từng tí từng ly. Nhưng do sát nghiệp chướng ngại, đến nay đối với Phật, bà vẫn ở lưng chừng giữa tin và không tin. Nhưng đôi lúc mật ngọt của tình chấp trói buộc cũng đem đến nhiều phiền lụy. Hổ thân Tiêu Hồng thường ước nàng giống như con chim nhỏ luôn nương tựa nép vào bà. Mặc dù hai mẹ con họ sống chung bên nhau, nhưng chỉ cần con gái về muộn một chút thì di động của Tiêu Hồng liên tục reo vang, trong máy không ngừng vọng ra âm thanh người mẹ nhắc nhở dặn dò nàng phải về nhà sớm bình thường. Ngay cả lúc Tiêu Hồng vào sở làm, mẹ nàng vẫn luôn gọi điện hỏi thăm. Thậm chí khi nàng ở nhà xem sách, mẹ vẫn theo dõi, hỏi: "Giờ con đang xem gì đó?" Nàng mặc áo, ăn cơm hay làm gì, mẹ nàng luôn kiểm tra tỉ mỉ. Tiêu Hồng biết mẹ thương, đối với mình rất tốt, trong lòng cũng sinh tâm hiếu thuận. Nhưng năm nay Tiêu Hồng 32 tuổi rồi, đối với lòng thương chấp chặt giữ riết bên mình như thế của mẹ, khiến nàng cảm thấy bị áp lực, mất tự do và chịu không thấu. Một tối nọ, Tiêu Hồng cùng mấy bạn đạo họp mặt, dự tính sẽ về muộn một chút. Trước đó cũng đã thưa với mẫu thân, nhưng mẹ nàng vẫn không yên tâm, liên tục gọi điện thoại tra vấn. "Sao muộn thế mà còn chưa về? Rốt cuộc là họp cái gì? Ở đâu? Với ai?" Tiêu Hồng ráng nhẫn nại hồi đáp. Cuối cùng cuộc họp chưa kết thúc, nàng đã phải thu xếp đi về. Nhưng mẫu thân vẫn không vui, cứ gọi điện hỏi mãi. Tiêu Hồng luôn phải chịu đựng, dỗ về trấn an. Có vậy những kích động trong lòng mẹ mới dịu lại. Tiêu Hồng vô cùng thắc mắc, hỏi tôi: "Vì sao mẹ đối với em quan tâm quá mức như thế?" Tôi đáp: "Duyên khởi duyên diệt, tất cả đều có nguyên nhân hậu quả. Tình mẹ thương con chấp chặt trầm trọng thế này bắt nguồn từ nguyên nhân xa xưa vào thời cổ đại bên Ấn Độ. Vào thời đó, tại miền Nam Ấn Độ có một vị vương tử cao quý cư ngụ. Hôm đó giống như mọi lần, vương tử cưỡi con bạch mã, tay cầm một cái lồng vàng, trông nhốt một con chim nhỏ cực kỳ xinh đẹp. Điều kiện ăn ở của con chim này cực kỳ ưu việt, hằng ngày luôn có thức ngon, cái lồng còn được trang trí bằng hoa tươi xinh đẹp. Song con chim lúc nào cũng nhớ đến thế giới bên ngoài, rất khát khao được tung cánh tự do. Thế nhưng do chủ nhân quá sủng ái, nên ông quyết định số mệnh nó suốt đời phải bị nhốt trong lồng này. Con chim thời cổ đại, đời nay là mẹ Tiêu Hồng, còn Tiêu Hồng chính là vị vương tử thời xưa đó. Do kiếp xưa nàng đã hành xử bằng tình chấp trói buộc, nên đời này phải lãnh lại quả báo y hệt vậy. Cũng được mẹ cực kỳ quan tâm, chăm sóc, giữ chặt bên mình. Dù tuổi hơn 30 nhưng nàng vẫn không có tự do. Còn bạch mã chính là phụ thân Tiêu Hồng. Theo như lời Tiêu Hồng xác nhận,
Hồi nàng còn nhỏ, phụ thân luôn cam tâm tình nguyện để nàng cưỡi trên lưng trên bụng, còn cảm thấy rất hạnh phúc vui vẻ. Sau khi nghe tôi giải thích rõ ngọn nguồn rồi, Tiêu Hồng đã hiểu minh bạch. Hiếu dưỡng cha mẹ chính là ngoài việc quan tâm chăm lo đời sống và tùy thuận, không bội phản luật nhân quả ra, còn phải hướng dẫn cha mẹ đến với Phật Pháp, tin sâu nhân quả, chánh tín với đạo, dứt ác hành thiện, bước vào con đường học Phật giải thoát. Đó mới là đại hiếu chân chánh. Giải thích thêm, thời Bắc Tống, Âu Dương Tù có làm một bài thơ Chim Quả Mi như sau: trăm ngàn tiếng hót véo von, bỗng trầm cao thấp vượt ngàn núi sông. Giọng buồn khi ở trong lòng, đâu vui bằng lúc phiêu bồng bay cao. Vì sao tiếng chim hót trong lòng không hay bằng hót giữa rừng cây? Bởi vì khi mất tự do nên tiếng hót u buồn không vui. Nhân như thế thì quả như thế. Con chim nhỏ đời quá khứ hiện nay không những sinh làm người mang thân nữ, lại còn làm mẹ của vị vương tử ngày xưa từng yêu thương sủng ái, nhốt nó mãi mãi trong lòng. Mẹ yêu con là đạo lý đương nhiên, nhưng người con gái tuổi đã hơn 30 lại bị tình chấp đó trói buộc không có chút tự do. Tham ái là nguồn gốc sinh tử, thuở đầu do vương tử phát ra tâm tham ái và dùng nó để trói buộc, không cho phép chim nhỏ được tự do, thì đời nay chim nhỏ cũng dùng tâm tham ái chiếm hữu, đối xử y như vậy cùng vương tử. Trong kinh 42 chương, Phật dạy: do ái sinh lo, do ái sinh sợ, nếu lìa tham ái, nào lo nào sợ. Kinh Viên Giác thì nói: nên biết, ái là cội rễ sinh tử luân hồi. Có thể thấy, đời đời kiếp kiếp, chúng sinh luân phiền trói buộc nhau không ngừng nghỉ, chỉ vì tham ái tình chấp. Tu hành giống như đi trên băng mỏng, phải cẩn thận nghiêm trì giới luật, viễn ly tham ái và chấp trước, mới có thể giải thoát thiếu niên bất lương. Một ngày vào năm 1995, nơi nhà khách tự viện Ngũ Đài Sơn có hai mươi mấy người chờ đợi được thỉnh giáo Hòa Thượng Diệu Pháp. Những người này đến từ trời Nam đất Bắc, luân phiên nhau hỏi, mà vị sư phụ sung mãn trí huệ kia, các vấn đề khách nêu lên dù nặng nề đến mấy thì ngài đều giải đáp hết sức ổn thỏa, dễ dàng. Tất cả giống như vừa trị bệnh là thấy hiệu quả ngay, lay người tỉnh mạnh, khiến cho mọi người nghe cảm giác như được uống cam lồ, phát hỷ tràn trề sung mãn. Bạch sư phụ, còn từ Đài Loan sang Đại Lục khám bệnh, 3 năm trước con bị bệnh nặng, sau đó toàn thân phát đau đớn, bệnh hành hạ con đến ăn uống chẳng vô, ngủ cũng không được, tư gì bãi quải không còn sức lực, thống khổ vô cùng. Các bệnh viện lớn ở Đài Loan có chẩn khám nhưng không tìm ra bệnh, họ chỉ nói là con bị thần kinh thực vật bị rối loạn. Con đã tiêm, châm, uống đủ thuốc nhưng thấy đều vô hiệu, mà uống thuốc nhiều còn bị tác dụng phụ nữa, thân thể ngày càng suy. Lần này con đến Bắc Kinh khám, họ cũng chẩn đoán nói giống y như bên Đài Loan vậy, không ai tìm ra nguyên nhân bệnh cả. Con chán nản lắm rồi, trước khi về Đài Loan con muốn lên Ngũ Đài Sơn bái Bồ Tát, vừa rồi nghe một lão tiên sinh đi cùng xe luôn miệng tán thán ngài, nếu như mà ngài có thể chữa bệnh cho thì dù tốn bao nhiêu con cũng trả hết. Người đang nói khoảng hơn 30 tuổi, thân hình gầy ốm, ngũ quan tuy đoan chính nhưng sắc mặt rất âm u. Từ anh ta toát ra một luồng tà khí hắc ám, so với các thiện chúng đang ngồi tại đây thì rất tương phản. Âm thanh sư phụ không cao nhưng đầy nghiêm nghị, lạnh nhạt ngài nói: anh chẳng phải đồ đệ ta, không cần gọi ta là sư phụ. Ta cũng không phải là đại phu, không có khám bệnh, càng không dám lấy tiền của anh. Anh hãy đi về và thỉnh các vị cao minh khác đi. Nói xong, hòa thượng truyền lệnh đuổi khách, khiến những người ngồi tại đó rất ngạc nhiên. Xưa này ngài chưa từng đối với ai như vậy. Người Đài Loan này, tôi quên mất tên họ, anh ta là gì, cảm thấy mất mặt,
gương mặt xám vàng của anh ta bỗng đỏ phừng lên. Anh tức giận nói: Nhà Phật không phải chuyên trao giảng từ bi hay sao? Lý do nào ông có thể khám cho người khác mà không chịu khám cho tôi? Lại còn muốn đuổi tôi nữa, trong khi tôi chưa hề đắc tội với ông. Giọng sư phụ sắc lạnh và thật nghiêm. Ngay cả cha mẹ sinh thành dưỡng nuôi mình mà ngươi còn dám đánh mắng, thì con sợ về chuyện đắc tội với ta? Câu nói này khiến anh ta lập tức giống hệt quả bóng bị xì hơi. Anh ta sững sờ, mắt mở to kinh ngạc, sắc mặt từ đỏ phừng chuyển sang tái nhợt, không nói ra được một lời. Các vị trong nhà khách im tiếng lao xao, mọi nhãn quan đều đổ dồn về anh ta. Hơn một phút trôi qua, anh nhũng nhặn thưa: Ngài làm sao biết việc của con? Trong đây không ai có quen biết con hết mà. Ta đâu cần người khác mách, vì trước ngực ngươi có viết rõ ràng bốn chữ Ngỗ Nghịch Bất Hiếu rất to kìa. Nghe nói vậy, anh kinh hãi cúi xuống nhìn vào ngực mình để kiểm tra. Ánh mắt người trong khán phòng thấy đều dán chặt vào ngực của anh, cùng tìm tòi soi mói nhưng không thấy có gì khác lạ. Lúc này anh đột nhiên đứng dậy, tiến tới mấy bước, quỳ sụp xuống dưới chân hòa thượng, đập đầu đến chảy máu, run rẩy khẩn cầu sư phụ cứu anh. Anh kể mình từ bé là một thiếu niên bất lương, mấy cái chuyện trộm cắp, đánh nhau, chửi rủa thiên hạ anh đều phạm qua. Anh không nghe lời cha mẹ dạy, sau đó bị trường học đuổi học. Anh lang thang trôi dạt khắp nơi rồi gia nhập băng đảng xã hội đen. Anh chuyên thu tiền bảo kê, gạt lừa con gái, cướp bóc, không chuyện ác nào mà không làm. Cha anh tức giận đánh anh thì bị anh đánh trả lại, nên cha anh ngã nhào trên đất. Anh còn xô té luôn mẹ và tuyên bố nếu ai muốn quản giáo anh thì sẽ phóng hỏa thiêu trụi luôn cả cái nhà. Phụ thân anh tuổi cao vẫn quá sinh bệnh nằm liệt giường. Mẹ anh hàng ngày phải chăm sóc ông, lại sợ anh ở ngoài tạo quả gieo ác, cha mẹ anh không bao lâu nối tiếp nhau qua đời. Anh ta quỳ hướng về hòa thượng Diệu Pháp khai báo những hành vi tàn ác đã qua của mình. Khi kể đến song thân tạ thế thì anh không ngăn được nghẹn ngào, bật khóc to. Thế là một khối đá cứng cỏi, ương bướng khó điều phục, đã bị uy đức của sư phụ làm cho mềm nhũn, phải mọp đầu phủ phục. Trong lòng tôi hết sức cảm thán, xem ra người tốt người xấu gì dưới con mắt sư phụ cũng giống như có chữ viết trên thân của họ, ngài đều nhìn thấu hết. Được rồi, đứng dậy đi. Hòa thượng dịu dàng nói, nếu đã kêu ta là sư phụ thì phải nghe lời ta dạy, có làm được không? Anh ta vui mừng nói lia lịa, dạ được, con làm nổi mà, con nhất định sửa lỗi hối cải, nguyện làm người tốt kể từ đây. Được rồi, ta thu nhận con làm đệ tử. Anh ta sung sướng dập đầu lia lịa, người tại khán phòng cũng xôn xao đứng dậy, thành kính chắp tay. Hôm nay họ được chứng kiến một hoạt cảnh cảm động nên hoan hỷ tán thán không thôi. Hòa thượng bảo một tăng sĩ trẻ, hãy dẫn y lên chánh điện, dạy hắn cách lễ bái sám hối, để hắn lại ngàn lại tại đại điện. Bao giờ tạ tội xong hãy trở ra. Sau một tiếng rưỡi, lúc anh Đài Loan ấy trở ra hướng sư phụ đảnh lễ, thì trong anh đã thần thanh khí sáng, linh hoạt tươi tắn, hoàn toàn khác hẳn với lúc đầu. Anh tự kể là anh đã phát nguyện trước Phật, từ đây quy y Phật môn, sửa lỗi hướng thiện. Và sau khi phát nguyện sao thì anh cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm thoải mái, dường như bệnh tật đã lành. Tất cả những gì xảy ra trước mắt khiến người tại hiện trường tán thán không ngớt. Phật nói, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, đều có thể làm Phật, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Phật lại nói, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, buông giao đồ tể, lập tức thành Phật. Trước mắt mọi người, anh thiếu niên bất lương ngày xưa từng tạo tội bất hiếu ngỗ nghịch, bị trời đất khiển trách, phải cưu mang hình phạt, lãnh báo hiện tiền,
bệnh tật triền miên. Mày gặp Minh Sư quá độ mới biết sám hối tỉnh ngộ, đẩy tâm đổi mặt. Đây đúng là kinh nghiệm và bằng chứng trong kinh từng nói. Phật là vị đại y dương chân chính, Phật Pháp có thể trị 48.000 bệnh. Tôi một lần nữa lại được chứng kiến uy lực Phật Pháp vô cùng. Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Chỉ cần chúng ta bình thường sống không cẩu thả mảy tơ, thì sinh hoạt hàng ngày thường đối với Pháp luôn tương ưng, và chắc chắn có thể thanh trừ những hiểu lầm, không nên ham cầu thần thông. Ren ren ren, tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên. Âm thanh cậu Du, vị cư sĩ trẻ tuổi, có vẻ khẩn trương hỏi: em hiện tại ngồi thiền tụng kinh, mấy ngày nay suốt 24 giờ bên tai luôn nghe tiếng nói xưng tên họ, hơn nữa còn biết chuyện xảy ra trong tương lai, không ngừng mách với em. Ngàn vạn lần bạn không nên chấp vô đó, đừng có ham nghe âm thanh này. Bạn cần đọc kỹ 50 loại ngũ ấm ma trong kinh Lăng Nghiêm mà Phật miêu tả. Hơn nữa, cần có định lực, chánh niệm, chánh tri, chánh kiến. Đừng quên trong kinh Kim Cang từng nói: nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Lúc tỉnh tọa, nếu thấy cảnh lạ, gặp đủ cảnh giới, thì chớ nên tham đắm mê luyến. Phải giữ tâm bình thản như như bất động, không để cho 50 loại ngũ ấm ma thừa cơ nhập vào. Em biết rồi. Được một tháng sau, lúc 2 giờ khuya, điện thoại lại dồn dập reo vang. Chị Quá Hồng, em là Du đây, chị cứu em với. Có nhiều âm thanh liên tục quấy nhiễu, em sợ lắm, em khó sống đến ngày mai. Nghe cậu ta nói thế, tôi hiểu ngay. Bởi do quá mê cầu thần thông, Du cư sĩ đã đi lạc. Vì tình hình khẩn cấp, qua điện thoại tôi hướng dẫn cậu tụng từng chữ từng câu chú Lăng Nghiêm và chú Đại Bi để giúp cho tâm an định lại trước đã. Sáng ra tôi rủ các pháp hữu chánh tri chánh kiến đến thăm cậu Du. Trong lúc mọi người hiệp lực trợ giúp, cậu Du tạm có chuyển biến tốt. Du cư sĩ mặc dù ăn chay tĩnh tọa tụng kinh trì chú, nhưng lòng hay chấp trước, rất hẹp hòi. Sau khi bước vào đường học Phật rồi, tuy thói quen tự thỏa dục cậu đã khống chế, nhưng khởi tâm động niệm thường không thanh tịnh. Hơn nữa lại chưa chân chánh sinh tâm đại sám hối, phát thệ sửa lỗi, đổi mới bản thân. Đã không có thực tu thực chứng, hành sự toàn là tư lợi, không biết tu sửa tâm tánh mà chỉ biết chấp trước vào hình tướng, lại quá ham mê thần thông nên cậu dễ lạc vào tà kiến, ngũ ấm ma mới thừa cơ chen vào. Tu hành chiêu dời quỷ ma thường là do khơi tâm ham cầu thần thông, ham cảm ứng, ham khai ngộ, vân vân. Thế nên người tu hành học Phật trước cần nhận rõ đường đi, phải có đủ tri kiến chân chánh. Đầu tiên phải có trí tuệ, minh tâm kiến tánh. Khi thật sự kiến tánh rồi, nhờ khéo nhận biết được chủ nhân ông, thì dù có gặp cảnh lạ cũng chẳng mê, khó bị ma quấy nhiễu. Thứ nữa, cho dù không dụng công tu từ căn bản, thì cũng phải hiểu rõ gì là học Phật tu hành. Mặc dù hàng ngày học Phật tu hành thì mục đích chính là phải hiểu rõ nghĩa lý trong kinh. Khai mở trí huệ rồi thì chiếu theo những gì trong kinh thuyết giảng mà hành trì, đồng thời phải luôn bồi dưỡng định lực khiến tâm thanh tịnh. Giống như dùi cây tạo lửa, luyện binh để ra chiến trường vậy. Nhờ tụng kinh tĩnh tọa mà định huệ phát lực, còn phải áp dụng Phật Pháp vào trong sinh hoạt thường nhật. Nếu khéo vận dụng sức định huệ để tu, sửa đổi các thói quen xấu, không ích kỷ tham lam tư lợi, lo trao dồi đức hạnh để ngày càng đạt đến cảnh giới cao tột như chư Phật Bồ Tát, chuyển tâm phàm thành tâm Phật, chỗ chỗ đều làm lợi chúng sinh, được vậy mới gọi là chân chánh học Phật. Trong kinh Lăng Nghiêm gọi ngũ ấm, còn có tên ngũ uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mỗi thứ có 10 loại ma, hợp lại thành 50 ngũ ấm ma. Kinh Lăng Nghiêm nói: phá rối hay thành tựu là do ngũ ấm trong tâm ngươi. Chủ nhân nếu mê thì khách được thể tung hoành. Từ đây mà suy thì Phật tính vốn có sẵn của chúng ta và ngũ ấm ma là mối quan hệ chủ khách.
Nếu chủ mê thì dễ bị dụ, khách sẽ được thuận lợi. Chủ nếu thường tỉnh giác, ắt khách phải tôn kính lãng xa. Người tu hành chân chánh, đối với thần thông, tuyệt chẳng nên tham cầu, chẳng muốn vọng cuồng bàn luận, chẳng chấp, chẳng xua, luôn giữ trung đạo. Ngài Tuyên Hóa thường giảng, lục thông là cảnh giới trí tuệ hiển hiện, tức là trong quá trình tu hành vô nhiễm, khai ngộ và chứng quả của hành giả. Điều này không có gì là phi thường, quan trọng là cái nhìn của hành giả có chân chánh hay không. Hành giả phải trì giới thanh tịnh và ngăn ngừa tham dục để khỏi đi sai đường, không lạc vào tà đạo. Thần thông không thể luyện tập hay do truyền thọ mà có. Thần thông xảy ra tự nhiên khi hành giả tu đến mức độ nào đó. Nhưng thần thông không thể giúp chấm dứt sanh tử, cũng không phải là mục tiêu cứu cánh mà Phật giáo nhắm đến. Thật ra thần thông chỉ là sự thông suốt của tự tánh. Tự tánh thông, mọi người ai cũng đều có sẵn đầy đủ Phật tánh lẫn thần thông, nhưng tất cả bị ngăn che bởi vô minh phiền não. Dĩ nhiên khi Phật còn tại thế, Ngài đã cấm đoán mọi người không được biểu diễn thần thông của mình, nhưng Ngài cũng không cấm đoán con người hiển lộ thần thông. Nếu Bồ Tát có thần thông mà không hiển lộ để phương tiện giáo hóa chúng sinh, thì thần thông để làm gì? Đức Phật chỉ sợ rằng người ta tùy tiện biểu diễn thần thông hoặc dùng thần thông để lừa dối kẻ khác và đưa họ vào cảnh giới tà ma. Đã được mô tả rõ ràng trong chương 50 ấm ma của Kinh Lăng Nghiêm. Trong đây có nói, nếu hành giả không nghĩ mình chứng thánh thì đó là cảnh giới tốt, còn nếu tự cho mình chứng thánh thì sẽ bị lạc vào đường tà. Phật dạy có bốn tâm thường nên phát khởi. 1. Tâm bình đẳng. 2. Tâm khiêm nhu. 3. Tâm giải đãi. 4. Tâm vô độc. Đệ tử Phật cần lấy giới làm thầy, nghiêm trì giới luật, tin sâu nhân quả, thân cận người có chánh kiến là thiện tri thức thực tu. Khéo dùng pháp tu thích hợp với mình nhất để nhiếp tâm giữ niệm. Trong sinh hoạt thực tế hàng ngày, phải phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo, làm nhiều việc lợi ích chúng sinh. Kiên nhẫn cấy cày, không nôn mau thu hoạch, lúc nào cũng dọn tâm sạch sẽ, không ngừng phá trừ ngã tướng, ngã chấp, đạt đến vô sở cầu, nhận ra bản lai diện mục. Nếu tín đồ Phật giáo chỉ quan tâm đến thần thông mà không lo tu dưỡng, phát triển bi trí, giác ngộ độ sinh, thì xem như đã nhầm lẫn mục tiêu và không phải là đệ tử chân thật của Phật. Tội nặng báo nhẹ. Trong Pháp Uyển Châu Lâm ghi, nghiệp tạo có nặng nhẹ, nếu nhẹ thì sám hối liền tiêu, nếu nghiệp nặng thì có thể chuyển quả báo nặng thành nhẹ. Mỗi Phật tử chúng ta lúc chưa học Phật đã từng tạo rất nhiều ác nghiệp, do không hiểu biết mà gieo lắm nhân ác. Cho nên lúc học Phật, đặc biệt là khi tinh tấn trì giới tu hành, sẽ xuất hiện đủ loại nghịch cảnh. Nhiều nghịch cảnh ập đến cũng không phải là xấu. Một số trong đây giúp ta giải nghiệp, tội nặng mà được báo nhẹ. Trong truyện Pháp Sư Tam Tạng Chùa Đại Từ Ân có ghi, Ngài Huyền Trang lúc Lâm Chung bị bệnh, thần hộ pháp an ủi Ngài thế này: Sư Từ Vô Thủy đã tạo nhiều ác nghiệp làm tổn não hữu tỉnh, nay nhờ có chút bệnh mà ác nghiệp được tiêu trừ, cần phải vui mừng. Hồ cư sĩ trước khi chưa biết Phật Pháp, ông tạo tội sát sinh rất nặng. Thuở còn làm vua bếp, ông là tay đồ tể nổi danh, thủ pháp giết vật nhanh nhẹn, gọn lẹ. Những thứ khó làm mà hễ qua tay ông, chỉ cần vài nhát đao là xong ngay. Hầu như mỗi ngày ông Hồ đều nhậu nhẹt, hút thuốc, uống rượu, ăn thịt. Hơn nữa lúc đó, ông còn cho học Phật là mê tín. Có lẽ nhờ thiện căn kiếp trước, trong một dịp tình cờ, ông gặp cư sĩ Quả Khanh, tác giả cuốn Báo Ứng Hiện Đời. Sau khi nghe Quả Khanh nhắc nhở khai thị rồi, ông liền quyết tâm từ bỏ hút thuốc, dứt hẳn rượu thịt và bắt đầu ăn chay trường. Đúng là nghe liền tin thọ. Do ông thay đổi cực mạnh như thế, khiến những người bạn tu học theo Phật nhiều năm phải tấm tắc ngợi khen mãi. Tháng 10 năm 2007,
ông Hồ cùng một người bạn đi lễ Phổ Đà Sơn. Ngày đầu tiên hai người thành tâm nhất ý lễ Bồ Tát Quan Thế Âm. Trên đường hãy gặp chùa thì bái Phật, tất cả đều thuận lợi. Ngày thứ hai, tối đó tại nhà khách, ông tắm xong mới từ trong bồn bước ra ngoài thì sơ ý bị trợt té. Chỉ nghe ạch một tiếng, gối phải khịu xuống đất. Ông liền kêu người bạn chở mình tới bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán xương gối phải bị gãy, dập, nên hôm sau là ngày thứ ba, ông được chuyển đến bệnh viện Thượng Hải. Bác sĩ quyết định sẽ mổ ngay. Từ lúc té đến giờ phẫu thuật, chân ông sưng to nhưng tuyệt không thấy đau đớn. Ông thầm tin sâu, đây chắc chắn là nhờ Phật lực gia trì khiến ông tội nặng được báo nhẹ, nên càng tinh tấn niệm Phật không gián đoạn. Tối đó mổ xong, do phản ứng hậu phẫu nên gối phải đau suốt đêm. Sau đó thì không hành đau nữa mà hồi phục rất nhanh. Có mấy người bệnh trẻ nằm chung phòng với ông sau khi gãy xương phải trị liệu đủ thứ và nghỉ dưỡng tới 5-6 tháng, lại còn thường xuyên tẩm bổ canh xương hầm vì cho rằng phải ăn mặn vậy mới đủ dinh dưỡng. Nhưng vết thương họ tới giờ vẫn chưa lành, nên họ cứ than trên trước mặt ông Hồ 60 tuổi này mãi. Qua đây đủ thấy ăn chay tu tập theo pháp Phật có thể đem lại trợ giúp rất lớn cho việc hồi phục sức khỏe. Xuất viện rồi, ông Hồ tu học càng thêm tinh tấn. Trong thời gian cái chân đau bắt đầu hồi phục, ông không thể quỳ trước Phật, chỉ có thể ngồi trên giường sám hối nghiệp sát sinh và bao ác nghiệp thuở làm bếp sư của mình. Ông chí thành tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho các chúng sinh đã bị ông giết, hy vọng chúng sớm lìa khổ được vui. Sau khi mổ được 2 tháng, ông đã phá tan quy định của y viện. Bệnh chuyển tốt đến không cần chống gậy. Ông xuống giường cử động, đi lại trong nhà. Không bao lâu, do có tính nôn nóng, Hồ Huynh không cam tâm ở mãi trong nhà. Ông thường ra ngoài tham gia các hoạt động phóng sinh hoặc hội họp cùng bạn đàm đạo. Mới đầu chúng tôi không yên tâm, đồng khuyên ông nên cẩn trọng, hãy ở nhà nghỉ dưỡng cho thật ổn rồi hẳn ra ngoài. Nào ngờ lão Hồ tính cách vốn hào sảng, không những chẳng chịu nghe, còn nói: "Chẳng hề chi, chân tôi hồi phục rồi, hiện tại đi đường không bị ảnh hưởng gì hết." Vừa nói ông vừa chìa chân ra cho chúng tôi xem. Mọi người đều bật cười. Từ lúc ông gãy xương đến nay đã 7 tháng, nhưng nơi gối phải đến giờ chẳng còn vết tích chấn thương chi. Ông Hồ hoàn toàn cử động tự tại thoải mái, giống như người bình thường. Tội nặng báo nhẹ. Trong Pháp Uyển Châu Lâm ghi: "Nghiệp tạo có nặng nhẹ, nếu nhẹ thì sám hối liền tiêu, nếu nghiệp nặng thì có thể chuyển quả báo nặng thành nhẹ." Mỗi Phật tử chúng ta lúc chưa học Phật đã từng tạo rất nhiều ác nghiệp, do không hiểu biết mà gieo lắm nhân ác. Cho nên lúc học Phật, đặc biệt là khi tinh tấn trì giới tu hành, sẽ xuất hiện đủ loại nghịch cảnh. Nhiều nghịch cảnh ập đến cũng không phải là xấu. Một số trong đây giúp ta giải nghiệp, tội nặng mà được báo nhẹ. Trong truyện Pháp Sư Tam Tạng chùa Đại Từ Ân có ghi: "Ngài Huyền Trang lúc Lâm Chung bị bệnh, thần hộ pháp an ủi ngài thế này: Sư tử Vô Thủy đã tạo nhiều ác nghiệp làm tổn não hữu tỉnh, nay nhờ có chút bệnh mà ác nghiệp được tiêu trừ, cần phải vui mừng." Hồ cư sĩ trước khi chưa biết Phật Pháp, ông tạo tội sát sinh rất nặng. Thuở còn làm vua bếp, ông là tay đồ tể nổi danh, thủ pháp giết vật nhanh nhẹn gọn lẹ. Những thứ khó làm mà hễ qua tay ông, chỉ cần vài nhát đao là xong ngay. Hầu như mỗi ngày ông Hồ đều nhậu nhẹt, hút thuốc, uống rượu, ăn thịt. Hơn nữa lúc đó ông còn cho học Phật là mê tín. Có lẽ nhờ thiện căn kiếp trước, trong một dịp tình cờ, ông gặp cư sĩ Quả Khanh, tác giả cuốn Báo Ứng Hiện Đời. Sau khi nghe Quả Khanh nhắc nhở khai thị rồi, ông liền quyết tâm từ bỏ hút thuốc, dứt hẳn rượu thịt và bắt đầu ăn chay trường. Đúng là nghe liền tinh thọ. Do ông thay đổi cực mạnh như thế, khiến những người bạn tu học theo Phật nhiều năm phải tấm tắc ngợi khen mãi. Tháng 10 năm 2007,
ông Hồ cùng một người bạn đi lễ Phổ Đà Sơn. Ngày đầu tiên hai người thành tâm nhất ý lễ Bồ Tát Quan Thế Âm. Trên đường hãy gặp chùa thì bái Phật, tất cả đều thuận lợi. Ngày thứ hai, tối đó tại nhà khách, ông tắm xong mới từ trong bồn bước ra ngoài thì sơ ý bị trợ té. Chỉ nghe ạch một tiếng, gối phải khịu xuống đất. Ông liền kêu người bạn chở mình tới bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán xương gối phải bị gãy, dập, nên hôm sau là ngày thứ ba, ông được chuyển đến bệnh viện Thượng Hải. Bác sĩ quyết định sẽ mổ ngay. Từ lúc té đến giờ phẫu thuật, chân ông sưng to nhưng tuyệt không thấy đau đớn. Ông thầm tin sâu, đây chắc chắn là nhờ Phật lực gia trì khiến ông tội nặng được báo nhẹ, nên càng tinh tấn niệm Phật không gián đoạn. Tối đó mổ xong, do phản ứng hậu phẫu nên gối phải đau suốt đêm. Sau đó thì không hành đau nữa mà hồi phục rất nhanh. Có mấy người bệnh trẻ nằm chung phòng với ông sau khi gãy xương phải trị liệu đủ thứ và nghỉ dưỡng tới 5-6 tháng, lại còn thường xuyên tẩm bổ canh xương hầm vì cho rằng phải ăn mặn vậy mới đủ dinh dưỡng. Nhưng vết thương họ tới giờ vẫn chưa lành, nên họ cứ than trên trước mặt ông Hồ 60 tuổi này mãi. Qua đây đủ thấy ăn chay tu tập theo pháp Phật có thể đem lại trợ giúp rất lớn cho việc hồi phục sức khỏe. Xuất viện rồi, ông Hồ tu học càng thêm tinh tấn. Trong thời gian cái chân đau bắt đầu hồi phục, ông không thể quỳ trước Phật, chỉ có thể ngồi trên giường sám hối nghiệp sát sinh và bao ác nghiệp thuở làm bếp sư của mình. Ông chí thành tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho các chúng sinh đã bị ông giết, hy vọng chúng sớm lìa khổ được vui. Sau khi mổ được 2 tháng, ông đã phá tan quy định của y viện. Bệnh chuyển tốt đến không cần chống gậy. Ông xuống giường cử động, đi lại trong nhà. Không bao lâu, do có tính nôn nóng, Hồ Huynh không cam tâm ở mãi trong nhà. Ông thường ra ngoài tham gia các hoạt động phóng sinh hoặc hội họp cùng bạn đàm đạo. Mới đầu chúng tôi không yên tâm, đồng khuyên ông nên cẩn trọng, hãy ở nhà nghỉ dưỡng cho thật ổn rồi hẳn ra ngoài. Nào ngờ lão Hồ tính cách vốn hào sảng, không những chẳng chịu nghe, còn nói: "Chẳng hề chi, chân tôi hồi phục rồi, hiện tại đi đường không bị ảnh hưởng gì hết." Vừa nói ông vừa chìa chân ra cho chúng tôi xem. Mọi người đều bật cười. Từ lúc ông gãy xương đến nay đã 7 tháng, nhưng nơi gối phải đến giờ chẳng còn vết tích chấn thương chi. Ông Hồ hoàn toàn cử động tự tại thoải mái, giống như người bình thường, mẹ chồng nàng dâu. Vô lượng kiếp đến nay, chúng ta sinh tử trôi lăn trong 6 đường, vì phiền não tam độc mà kết bao oán hận cùng chúng sinh. Lương Hoàng Sám nói, tất cả chúng sinh đều có oán thù đối nghịch. Vì sao thế? Bởi nếu không oán đối, ắt không có ác đạo. Hiện nay ác đạo không dừng, tam đồ càng lớn thì biết là oán đối không có tận cùng. Kinh nói tất cả chúng sinh đều có tâm, tâm này có thể làm Phật, nhưng chúng sinh lại chìm mê trong sinh tử, chẳng thể giác ngộ, chỉ vì tham đắm thế gian chẳng chịu thoát ra mà kiến lập gốc khổ, trưởng dưỡng oán hận, cho nên mới luân hồi trong 3 cõi, qua lại 6 đường, xả thân rồi thọ thân không ngừng nghỉ. Vì sao thế? Tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay liên tục phân biệt mê muội, vô minh dậy mãi, biển ái đắm chìm, khởi tâm điên đảo, làm 10 hành ác, bản thân tự hành thập ác, còn dạy người hành ác, tán thán pháp ác, khen người hành ác. Như thế thân khẩu ý trong khoảng một niệm mở rộng 84.000 cửa trần lao, những tội khởi trong một ngày. Một tháng một năm trải qua bao kiếp, cộng hết lại thành vô lượng vô biên tội. Vì vậy mà oán thù tìm báo nhau không có tận cùng. Nếu muốn hóa giải oán hận thì phải thâm tín nhân quả, sám hối nghiệp chướng, trọng tu công đức. Sau đây là câu chuyện có thật liên quan đến oán kết giữa mẹ chồng nàng dâu. Trương Lan và mẹ chồng mới đầu quan hệ tương đối tốt, sau đó nàng về làm dâu cùng ở chung nhà. Được một năm, mẹ chồng thường vì những việc vụn vặt mà mắng chửi nàng. Chồng nàng vốn hiếu thuận, những khi mẹ nổi giận thì anh luôn làm thinh, khiến Trương Lan hết sức khổ tâm buồn phiền.
Khi mẹ chồng thoái hưu về nhà thì lo đi chợ làm cơm, nghĩa là các việc trong nhà đều do một tay bà quản. Mấy ngày nay mẹ chồng thân thể không an nên lịnh cho Trương Lan nấu cơm làm bếp. Trương Lan ngoan ngoãn vâng lời. Mỗi ngày nàng luôn dậy sớm ngủ muộn, nấu nướng làm bếp, hoàn thành tốt việc trong nhà. Hôm nay Trương Lan lỡ thức dậy muộn một chút thì mẹ chồng đã làm cơm sáng xong. Không đợi Trương Lan mở miệng giải thích, bà đã mắng nàng xối xả. Bồn cầu nhà vệ sinh phải lo mà chùi rửa mỗi ngày, một ngày không tẩy rửa là vừa dơ vừa thối. Việc làm cơm giản đơn như thế mà mi lại lúc nghỉ lúc làm, thử hỏi còn nên thân được chuyện chi nữa hả? Cha chồng thấy vậy liền tiến đến khuyên can, càng khiến mẹ chồng thêm kích động nổi xung. Trước sự thịnh nộ chửi mắng của bà, Trương Lan không dám hé môi nói tiếng nào. Nàng ráng nhìn oan khuất, song bản thân còn phải ra ngoài công tác cũng rất gian khổ. Bình thường nàng đối với ba mẹ chồng một bề kính thuận, làm gì cũng ý tứ ráng giữ cho tròn hiếu đạo. Không ngờ hôm nay lỡ dậy muộn một chút mà bị mẹ chồng chửi mắng thịnh nộ vô lý như vậy. Trương Lan vừa ăn cơm vừa lau nước mắt. Rửa chén xong, nàng hướng mẹ chồng xin lỗi rồi bỏ đi ra ngoài tìm bạn đạo tâm sự, khóc kể nỗi oan trong lòng. Nghe Trương Lan khóc lóc tường thuật sự việc, tôi bảo: Ôi chao, thôi em đừng khóc nữa. Sở dĩ hôm nay em gặp chuyện như thế này là do đời quá khứ giữa em và mẹ chồng đã từng có xích mích hiểu lầm, nên mới tạo thành oan trái khó giải như hôm nay. Vào thời Đường, Trương Lan là một quý phi rất được hoàng đế sủng ái. Có lần quý phi và hoàng đế đang thưởng thức ca vũ thì một võ tướng do xuất chinh thất bại lại bị kẻ ác du hại, nên hoàng đế triệu vào bái kiến. Lúc này quý phi ở bên cạnh thì thầm vào tai hoàng đế mấy câu chi đó, bên dưới không ai nghe rõ. Nhưng võ tướng nhìn thấy cảnh này thì trong lòng cực kỳ không vui, bởi ông hiểu lầm vì quý phi đang nói xấu ngầm ám hại mình. Thực ra quý phi chỉ xin hoàng thượng hãy xá tội cho ông, nhưng do hoàng thượng đã hạ quyết tâm phải trưng tội ông để răn chúng, vì vậy mà võ tướng bị nhốt vào ngục và bãi bỏ quan chức. Vị tướng này không những bị thọ cực hình tàn khốc mà thân quyến cả nhà gồm mười mấy người cũng bị khổ lây. Do vậy mà oán hận trong lòng ông trút cả vào quý phi. Trước sau ông luôn cho rằng mọi việc đều do bà Ton hót sau lưng để ám hại ông. Và những hiểu lầm này của võ tướng, oan uổng của quý phi, thảy đều phát xuất vào thời quá khứ xa xưa nữa. Nghĩa là nhiều kiếp trước đó quý phi cũng đã từng nghĩ oan hiểu lầm cho võ tướng y hệt vậy. Cứ thế nhân quả oan oan tương báo mãi không ngừng, đến đời này thì họ gặp nhau lại cùng ở chung. Võ tướng kiếp xưa này chính là mẹ chồng của Trương Lan, và giữa mẹ chồng nàng dâu là diễn tiếp mối oan kết chưa giải. Trương Lan nhớ lại kể: À, hèn gì mà dạo nọ một người bạn học của em đến thăm, lần đầu mới gặp mẹ chồng em đã hỏi Trương Lan có nói xấu gì tôi không. Khi biết được chuyện này, Trương Lan rất bất bình. Sau đó mẹ chồng thường nghi ngờ nàng nói xấu sau lưng, diễn tiến tệ đến mức bà còn chỉ ngay mặt mắng chửi nàng. Bây giờ Trương Lan hiểu rõ tất cả đều là quả báo, là ác duyên lỗi lầm ẩn khuất mình từng tạo ra trong quá khứ. Thế là nàng bắt đầu sửa đổi, quay sang tự kiểm lỗi mình, lo sắm hối nghiệp chướng, phát tâm ăn chay và tụng 49 bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho mẹ chồng, mong hóa giải oán hận hai bên. Từ đó nàng nghiêm trì ngũ giới, chăm chỉ tu sửa. 3 tháng sau, quan hệ giữa Trương Lan và mẹ chồng đã cải thiện rất tốt. Hiện nay ba mẹ chồng thương nàng như con gái ruột của mình, cả nhà vui sống thuận hòa, tình chấp trói buộc. Chỉ khi ở trong nghịch cảnh, người ta mới thấm thía sâu sắc cái khổ của sinh lão bệnh tử và khao khát thoát ra, mong sớm được lìa khổ được vui. Cũng nhờ vậy mà nhiều người bước vào con đường học Phật. Thế nên những khảo nghiệm, những mài luyện đó, bao gồm cả thân nhân quyến thuộc, thực tế đều là đại thiện tri thức của mình. Chúng ta nên dùng tâm cảm ơn, tâm chân thành mà đối đãi với họ. Tiêu Hồng có một người mẹ thiện lương, bà đối với cô đặc biệt quan tâm, chăm sóc chu đáo từng tí từng ly. Nhưng do sát nghiệp chướng ngại, đến nay đối với Phật, bà vẫn ở lưng chừng giữa tin và không tin.
nhưng đôi lúc mật ngọt của tình chấp trói buộc cũng đem đến nhiều phiền lụy. Mỗi thân Tiêu Hồng thường ước nàng giống như con chim nhỏ luôn nương tựa nép vào bà. Mặc dù hai mẹ con họ sống chung bên nhau, nhưng chỉ cần con gái về muộn một chút thì di động của Tiêu Hồng liên tục reo vang, trong máy không ngừng vọng ra âm thanh người mẹ nhắc nhở dặn dò nàng phải về nhà sớm bình thường. Ngay cả lúc Tiêu Hồng vào sở làm, mẹ nàng vẫn luôn gọi điện hỏi thăm. Thậm chí khi nàng ở nhà xem sách, mẹ vẫn theo dõi, hỏi giờ con đang xem gì đó, nàng mặc áo, ăn cơm hay làm gì, mẹ nàng luôn kiểm tra tỉ mỉ. Tiêu Hồng biết mẹ thương, đối với mình rất tốt, trong lòng cũng sinh tâm hiếu thuận. Nhưng năm nay Tiêu Hồng 32 tuổi rồi, đối với lòng thương chấp chặt giữ riết bên mình như thế của mẹ, khiến nàng cảm thấy bị áp lực, mất tự do và chịu không thấu. Một tối nọ, Tiêu Hồng cùng mấy bạn đạo họp mặt, dự tính sẽ về muộn một chút. Trước đó cũng đã thưa với mẫu thân, nhưng mẹ nàng vẫn không yên tâm, liên tục gọi điện thoại tra vấn. Sao muộn thế mà còn chưa về? Rốt cuộc là họp cái gì? Ở đâu? Với ai? Tiêu Hồng ráng nhẫn nại hồi đáp. Cuối cùng cuộc họp chưa kết thúc, nàng đã phải thu xếp đi về. Nhưng mẫu thân vẫn không vui, cứ gọi điện hỏi mãi. Tiêu Hồng luôn phải chịu đựng, dỗ về trấn an. Có vậy những kích động trong lòng mẹ mới dịu lại. Tiêu Hồng vô cùng thắc mắc, hỏi tôi. Vì sao mẹ đối với em quan tâm quá mức như thế? Tôi đáp. Duyên khởi duyên diệt, tất cả đều có nguyên nhân hậu quả. Tình mẹ thương con chấp chặt trầm trọng thế này bắt nguồn từ nguyên nhân xa xưa vào thời cổ đại bên Ấn Độ. Vào thời đó, tại miền Nam Ấn Độ có một vị vương tử cao quý cư ngụ. Hôm đó giống như mọi lần, vương tử cưỡi con bạch mã, tay cầm một cái lồng vàng, trong nhốt một con chim nhỏ cực kỳ xinh đẹp. Điều kiện ăn ở của con chim này cực kỳ ưu việt, hằng ngày luôn có thức ngon, cái lồng còn được trang trí bằng hoa tươi xinh đẹp. Song con chim lúc nào cũng nhớ đến thế giới bên ngoài, rất khát khao được tung cánh tự do. Thế nhưng do chủ nhân quá sủng ái nên ông quyết định số mệnh nó suốt đời phải bị nhốt trong lồng này. Con chim thời cổ đại đời nay là mẹ Tiêu Hồng, còn Tiêu Hồng chính là vị vương tử thời xưa đó. Do kiếp xưa nàng đã hành xử bằng tình chấp trói buộc nên đời này phải lãnh lại quả báo y hệt vậy. Cũng được mẹ cực kỳ quan tâm chăm sóc giữ chặt bên mình. Dù tuổi hơn 30 nhưng nàng vẫn không có tự do. Còn bạch mã chính là phụ thân Tiêu Hồng. Theo như lời Tiêu Hồng xác nhận, hồi nàng còn nhỏ, phụ thân luôn cam tâm tình nguyện để nàng cưỡi trên lưng trên bụng, còn cảm thấy rất hạnh phúc vui vẻ. Sau khi nghe tôi giải thích rõ ngọn nguồn rồi, Tiêu Hồng đã hiểu minh bạch. Hiếu dưỡng cha mẹ chính là ngoài việc quan tâm chăm lo đời sống và tuy thuận, không bội phản luật nhân quả ra, còn phải hướng dẫn cha mẹ đến với Phật Pháp, tin sâu nhân quả, chánh tín với đạo, dứt ác hành thiện, bước vào con đường học Phật giải thoát. Đó mới là đại hiếu chân chánh. Giải thích thêm, thời Bắc Tống, Âu Dương Tù có làm một bài thơ chim quạ mi như sau. Trăm ngàn tiếng hót véo von, bỗng trầm cao thấp vượt ngàn núi sông. Giọng buồn khi ở trong lòng, đâu vui bằng lúc phiêu bồng bay cao. Vì sao tiếng chim hót trong lòng không hay bằng hót giữa rừng cây? Bởi vì chim mất tự do nên tiếng hót u buồn không vui. Nhân như thế thì quả như thế. Con chim nhỏ đời quá khứ hiện nay không những sinh làm người mang thân nữ, lại còn làm mẹ của vị vương tử ngày xưa từng yêu thương sủng ái, nhốt nó mãi mãi trong lòng. Mẹ yêu con là đạo lý đương nhiên, nhưng người con gái tuổi đã hơn 30 lại bị tình chấp đó trói buộc không có chút tự do. Tham ái là nguồn gốc sinh tử, thuở đầu do vương tử phát ra tâm tham ái và dùng nó để trói buộc, không cho phép chim nhỏ được tự do, thì đời nay chim nhỏ cũng dùng tâm tham ái chiếm hữu, đối xử y như vậy cùng vương tử. Trong kinh 42 chương, Phật dạy: do ái sinh lo, do ái sinh sợ, nếu lìa tham ái, nào lo nào sợ. Kinh Viên Giác thì nói:
nên biết ái là cội rễ sinh tử luân hồi. Có thể thấy, đời đời kiếp kiếp, chúng sinh luân phiên trói buộc nhau không ngừng nghỉ, chỉ vì tham ái tình chấp. Tu hành giống như đi trên băng mỏng, phải cẩn thận nghiêm trì giới luật, viễn ly tham ái và chấp trước, mới có thể giải thoát thiếu niên bất lương. Một ngày vào năm 1995, nơi nhà khách tự viện Ngũ Đài Sơn có 20 mấy người chờ đợi được thỉnh giáo Hòa Thượng Diệu Pháp. Những người này đến từ trời Nam đất Bắc, luân phiên nhau hỏi, mà vị sư phụ sung mãn trí huệ kia, các vấn đề khách nêu lên, dù nặng nề đến mấy, thì Ngài đều giải đáp hết sức ổn thỏa, dễ dàng. Tất cả giống như vừa trị bệnh là thấy hiệu quả ngay, lay người tỉnh mạnh, khiến cho mọi người nghe cảm giác như được uống cam lồ, phát hỷ tràn trề sung mãn. Bạch sư phụ, còn từ Đài Loan sang Đại Lục khám bệnh, 3 năm trước con bị bệnh nặng, sau đó toàn thân phát đau đớn, bệnh hành hạ con đến ăn uống chẳng vô, ngủ cũng không được, tư gì bãi quải không còn sức lực, thống khổ vô cùng. Các bệnh viện lớn ở Đài Loan có chẩn khám nhưng không tìm ra bệnh. Họ chỉ nói là con bị thần kinh thực vật bị rối loạn. Con đã tiêm, châm, uống đủ thuốc nhưng thấy đều vô hiệu. Mà uống thuốc nhiều còn bị tác dụng phụ nữa, thân thể ngày càng suy. Lần này con đến Bắc Kinh khám, họ cũng chẩn đoán nói giống y như bên Đài Loan vậy. Không ai tìm ra nguyên nhân bệnh cả. Con chán nản lắm rồi. Trước khi về Đài Loan, con muốn lên Ngũ Đài Sơn bái Bồ Tát. Vừa rồi nghe một lão tiên sinh đi cùng xe luôn miệng tán thán Ngài. Nếu như mà Ngài có thể chữa bệnh cho, thì dù tốn bao nhiêu, con cũng trả hết. Người đang nói khoảng hơn 30 tuổi, thân hình gầy ốm, ngũ quan tuy đoan chính, nhưng sắc mặt rất âm u. Từ anh ta toát ra một luồng tà khí hắc ám, so với các thiện chúng đang ngồi tại đây thì rất tương phản. Âm thanh sư phụ không cao nhưng đầy nghiêm nghị, lạnh nhạt Ngài nói: anh chẳng phải đồ đệ ta, không cần gọi ta là sư phụ. Ta cũng không phải là đại phu, không có khám bệnh, càng không dám lấy tiền của anh. Anh hãy đi về và thỉnh các vị cao minh khác đi. Nói xong, hòa thượng truyền lệnh đuổi khách, khiến những người ngồi tại đó rất ngạc nhiên. Xưa này Ngài chưa từng đối với ai như vậy. Người Đài Loan này, tôi quên mất tên họ, anh ta là gì. Cảm thấy mất mặt, gương mặt xám vàng của anh ta bỗng đỏ phừng lên. Anh tức giận nói: nhà Phật không phải chuyên trao giảng từ bi hay sao? Lý do nào ông có thể khám cho người khác mà không chịu khám cho tôi, lại còn muốn đuổi tôi nữa, trong khi tôi chưa hề đắc tội với ông? Giọng sư phụ sắc lạnh và thật nghiêm. Ngay cả cha mẹ sinh thành dưỡng nuôi mình mà ngươi còn dám đánh mắng, thì con sợ về chuyện đắc tội với ta? Câu nói này khiến anh ta lập tức giống hệt quả bóng bị xì hơi. Anh ta sững sờ, mắt mở to kinh ngạc, sắc mặt từ đỏ phừng chuyển sang tái nhợt, không nói ra được một lời. Các vị trong nhà khách im tiếng lao xao, mọi nhãn quan đều đổ dồn về anh ta. Hơn một phút trôi qua, anh nhũng nhặn thưa: Ngài làm sao biết việc của con? Trong đây không ai có quen biết con hết mà. Ta đâu cần người khác mách, vì trước ngực ngươi có viết rõ ràng 4 chữ ngỗ nghịch bất hiếu rất to kìa. Nghe nói vậy, anh kinh hãi cúi xuống nhìn vào ngực mình để kiểm tra. Ánh mắt người trong khán phòng thấy đều dán chặt vào ngực của anh, cùng tìm tòi soi mói nhưng không thấy có gì khác lạ. Lúc này anh đột nhiên đứng dậy, tiến tới mấy bước, quỳ sụp xuống dưới chân hòa thượng, đập đầu đến chảy máu, run rẩy khẩn cầu sư phụ cứu anh. Anh kể mình từ bé là một thiếu niên bất lương, mấy cái chuyện trộm cắp, đánh nhau, chửi rủa thiên hạ anh đều phạm qua. Anh không nghe lời cha mẹ dạy, sau đó bị trường học đuổi học. Anh lang thang trôi dạt khắp nơi rồi gia nhập băng đảng xã hội đen. Anh chuyên thu tiền bảo kê, gạt lừa con gái, cướp bóc, không chuyện ác nào mà không làm.
Cha anh tức giận đánh anh, thì bị anh đánh trả lại, nên cha anh ngã nhào trên đất. Anh còn xô té luôn mẹ và tuyên bố nếu ai muốn quản giáo anh thì sẽ phóng hỏa thiêu trụi luôn cả cái nhà. Phụ thân anh tuổi cao, vẫn quá sinh bệnh nằm liệt giường. Mẹ anh hàng ngày phải chăm sóc ông, lại sợ anh ở ngoài tạo quả gieo ác, cha mẹ anh không bao lâu nối tiếp nhau qua đời. Anh ta quỳ hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp khai báo những hành vi tàn ác đã qua của mình. Khi kể đến song thân tạ thế thì anh không ngăn được nghẹn ngào, bật khóc to. Thế là một khối đá cứng cỏi ương bướng khó điều phục đã bị uy đức của sư phụ làm cho mềm nhũn, phải mọp đầu phủ phục. Trong lòng tôi hết sức cảm thán, xem ra người tốt người xấu gì dưới con mắt sư phụ cũng giống như có chữ viết trên thân của họ, ngài đều nhìn thấu hết. Được rồi, đứng dậy đi. Hòa Thượng dịu dàng nói, nếu đã kêu ta là sư phụ thì phải nghe lời ta dạy, có làm được không?